có hỏi mượn được tiền không con? Con cũng đã hỏi mượn mấy chỗ rồi, nhưng mà cũng chỉ mượn được một ít, cộng thêm số tiền con để dành để sanh, nhưng mà cũng không đủ má. Đúng là họa vô đơn chí mà. Má, má đừng bi quan quá. Con còn vài người quen nữa, chưa liên lạc được. Để ngày mai con gọi lại, chắc là sẽ được thôi mà má. Nếu không hỏi mượn được tiền, thằng Quốc có mệnh hệ nào, chắc má cũng chết luôn theo nó cho rồi. Má, má cứ tin ở con đi, con sẽ cố gắng hết sức để lo cho anh Quốc. Má đừng có lo nữa nha má. Thôi bây giờ má về nghỉ chút xíu đi, để con ở đây chăm sóc cho anh Quốc. Má thức cả đêm hôm qua tới giờ rồi. Trạng của chồng chị là bị chấn thương sọ não, nhưng hiện tại chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật vì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy chồng tôi sẽ hôn mê sâu hả bác sĩ? Đúng vậy. Vậy đến khi nào anh mới tỉnh? Chúng tôi không biết, chúng tôi vẫn trông chờ vào kỳ tích.